Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một người. Anh là một vlogger, một youtuber quê ở Trà Vinh với những video cực kỳ lầy lội và hài hước. Kênh YouTube của anh có tên là Thánh Lầy Vlog. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem tên thật của anh là gì, anh sinh năm bao nhiêu và rất nhiều điều thú vị khác quý vị nhé. Quý vị ơi, nếu thấy video của chúng tôi hay, đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, ấn chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh, đồng thời để nhận được thông báo khi kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất, được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để gửi tới quý vị và các bạn. Vâng ạ, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tìm hiểu Thánh Lầy Vlog là ai quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là khuôn mặt mà quý vị và các bạn đang nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ của mình, đó chính là Thánh Lầy, một anh chàng cực kỳ lầy lội của Việt Nam. Thưa quý vị, vlog Thánh Lầy sinh năm 1979 tại tỉnh Trà Vinh. Anh cầm tinh con dê, tức là sinh năm Kỷ Mùi. Thánh Lầy vlog xếp vào hạng nổi tiếng thứ 53.219 trên thế giới và thứ 63 trong danh sách vlogger nổi tiếng. Thưa quý vị, tổng dân số của Việt Nam vào năm 1979 vào khoảng 52,57 triệu người. Thưa quý vị, Thánh Lầy Vlog có tên thật là Lý Kim Trọng. Anh là một youtuber vô cùng tài năng và hài hước. Tuổi đời tuy đã ngoài tứ tuần nhưng anh vẫn bắt kịp được với xu thế của giới trẻ để trở thành một vlogger nổi tiếng hàng đầu Trà Vinh cũng như là tại Việt Nam. Kênh YouTube mang tên Thánh Lầy Vlog được ra đời từ tháng 7 năm 2017. Đến nay cũng đã là năm thứ hai thu hút gần 1 triệu lượt subscribe và tổng số lượt xem của video đã lên đến 270 triệu lượt xem, một con số vô cùng ấn tượng. Thưa quý vị, ngoài ra trang Facebook cá nhân của Thánh Lầy Vlog cũng thu hút hơn 40.000 lượt theo dõi, một con số cực kỳ là ấn tượng phải không ạ? Được nhiều người quan tâm và yêu mến, Thánh Lầy Vlog cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Anh luôn coi đó là động lực để bản thân cố gắng ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Với một cách nói chuyện hài hước và dí dỏm, cùng cách dựng video vui vẻ, gây tiếng cười thoải mái cho mọi người, Thánh Lầy Vlog đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người. Những video của Thánh Lầy Vlog chủ yếu là xoay quanh chủ đề thử thách ăn uống, trải nghiệm cuộc sống này, hài hước và luôn bá đạo trong từng video. Từ khi trở thành một youtuber nổi tiếng, Thánh Lầy Vlog đã lôi kéo cả nhà cùng tham gia vlog. Trong đó, anh đã tạo kênh Bà Duyên Vlog cho mẹ của mình, làm những video về món ăn khổng lồ tương tự như bà Tân Vlog. Và vợ của Thánh Lầy Vlog không ai khác chính là bà Lầy Vlog, một người phụ nữ cùng quê Trà Vinh với anh. Kênh của bà Lầy Vlog chuyên làm về video ẩm thực, khám phá miền Tây, nấu nướng, ăn vặt, hài hước và cũng lầy lội không kém gì chồng của mình. Vâng thưa quý vị, với những gì Thánh Lầy Vlog đang truyền tải trong video đều mang lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người. Chính vì vậy, Thánh Lầy Vlog còn được gọi với cái tên dễ thương khác là Thánh Lầy Trà Vinh. Hy vọng trong thời gian tới, những sự làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc, Thánh Lầy Vlog sẽ ngày càng cho ra đời nhiều video hay và thú vị mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Thưa quý vị và các bạn, thời mới lập kênh, Thánh Lầy đã đăng tải một video nói rằng mình bị nhiễm HIV. Nhưng sự thật không phải như vậy, sau này anh đã làm lại một video để đính chính điều đó. Anh không hề bị nhiễm HIV và chia sẻ như sau. Sau cái clip HIV, tôi đã nhận được rất nhiều sự thương thật lẫn thương hại và cũng có rất nhiều sự đồng cảm. Tôi tha thiết chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, nhưng tôi thật sự không cần sự thương hại. Ghét tôi thì cứ việc hủy đăng ký kênh. Bởi vì với tôi cái quan trọng nhất đó chính là sự bất chấp để đem lại tiếng cười cho đời. Những việc tôi làm chắc chắn không bao giờ có hại cho mọi người, và ngược lại nó rất có ích cho xã hội. Vì những cái khùng, cái điên và những sự bất chấp của tôi có thể làm cho đôi môi của bạn luôn nở nụ cười. Còn những bạn nào chửi tôi và các bạn đã sai rồi, hãy suy ngẫm nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Vâng thưa quý vị và các bạn, chính những hình ảnh mộc mạc chân thành nhất của Thánh Lầy, chính những hành động cực kỳ là lầy lội cũng như sự chân thật và những video độc lạ đã khiến Thánh Lầy thành công. Hiện nay kênh của anh đã có gần 1 triệu lượt subscribe và sẽ còn phát triển hơn nữa. Chúng ta xin chúc mừng cho anh.
Thưa quý vị, gia đình Thánh Lầy làm nghề cho thuê phông bạt cũng như là bát đũa, còn cho thuê cả phòng trọ và quán internet. Cũng có lẽ rằng cuộc sống của họ cũng không có gì là khó khăn cả, không nói là dư giả nhưng cũng không vất vả như bao người khác. Thánh Lầy cũng đã giúp đỡ được rất nhiều khi mà làm những video từ thiện, chia tiền cho người nghèo hoặc là giúp đỡ những người gặp khó khăn. Khánh Lầy có những người bạn ví dụ như là Khánh Ma Vlog vân vân. Kênh của anh hiện tại cũng đang phát triển rất là tốt. Và thời gian gần đây thôi, Thánh Lầy đã rủ các người bạn của mình tham gia vào chương trình Thách Thức Danh Hài 6. Thiết sở của tập 6 khiến cho giám khảo Trường Giang vô cùng là phấn khích. Vâng, và chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi tập 6 của chương trình này phát sóng quý vị nhé. Đảm bảo Thánh Lầy sẽ mang lại rất nhiều tiếng cười cho quý vị và các bạn. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.